là mùi yêu thích của các cô gái vì da ít bị đổ dầu hay da mồ hôi. Tuy nhiên, nếu không chăm sóc da mùa đông đúng cách, bạn sẽ vô tình mất hết độ ẩm và trở nên khô ráp, kém sức sống đi. Mùa đông cũng là mùa nên chăm sóc da nhiều và là mùa thích hợp để trị nám cũng như trẻ hóa làn da. Hãy cùng chương trình Tạp chí Đẹp đến với Thiên Hà Spa để khám phá những bí quyết chăm sóc da tuyệt vời trong thời tiết hanh khô và se lạnh trong những ngày đông này nhé. Tọa lạc tại số 176 đường Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội. Thiên Hà Spa không những là một trong những địa chỉ quen thuộc của nhiều nghệ sĩ hàng đầu trong showbiz Việt mà còn là một spa uy tín bậc nhất tại Hà Nội hiện nay, thu hút hàng nghìn khách hàng đến chăm sóc mỗi năm cùng nhiều thành tựu trong ngành thẩm mỹ và chăm sóc sức khỏe sắc đẹp. Thiên Hà Spa luôn tự hào là một trong những cơ sở thường xuyên cập nhật, đưa vào sử dụng hệ thống trang thiết bị hiện đại, công nghệ tiên tiến được kiểm nghiệm bởi các chuyên gia thẩm mỹ hàng đầu thế giới trong điều trị chăm sóc da, nâng cơ trẻ hóa da một lần duy nhất công nghệ HIFU thế hệ 2017-2018 và trị nám công nghệ Pico là một trong những công nghệ độc quyền mang tính đột phá của Thiên Hà Spa được rất nhiều khách hàng và người nổi tiếng tin dùng. Quá trình lão hóa của làn da nó sẽ để lại rất nhiều những dấu vết phải tạm gọi là kinh khủng. Trong những năm gần đây, có thể nói rằng là chúng ta nhận được quá nhiều những sự tiên tiến về các công nghệ máy móc mà không để lại bất kỳ vết sẹo nào, chúng ta làm trẻ hóa da. Và Spa Thiên Hà là nơi có rất là nhiều những máy móc hiện đại nhất và nhiều công nghệ tiên tiến nhất. Có được sự yên tâm khi đến với Thiên Hà và vô cùng tự tin khi có làn da không tuổi khi bước ra từ Spa Thiên Hà. Có thể nói một điều rất chắc chắn là Hưng rất tín nhiệm Spa Thiên Hà. Nơi đây đã cho Hưng một làn da trẻ, căng, mịn và những đốm nâu đã biến mất dần đi. Kể cả những vết nhăn cũng vậy nữa. Đã hiện rất rõ ràng sau khi được dùng những máy móc mới nhất và những công nghệ tiên tiến nhất từ Spa Thiên Hà, đã cho Hưng thấy rằng là sau khi tác động xong, làn da của mình được phục hồi rất nhanh và sản sinh collagen. Và thực sự là những cái vết nhăn ở đuôi mắt nè, trán nè, và cái này là cái dấu hiệu rõ ràng nhất là dưới cằm, và nó cho mình thấy dễ bị thấy nọng hoặc là chảy xệ. Thì sau vài lần đánh máy thì thực sự nó rất là gọn và nó không còn cho thấy mình có một sự già nua nào cả. Đó, sự thật bằng chứng là đây luôn. Hưng rất là yên tâm khi đến với Thiên Hà Spa. Hôm nay thì Vũ vừa mới ra Hà Nội để mà lưu diễn xong. Thì sau khi lưu diễn thì có một ngày hôm sau Vũ được rảnh, trước khi ra sân bay thì Vũ đã đến Spa Thiên Hà để mà tút lại một chút cái dung nhan của mình. Thì hôm nay Vũ vừa mới làm xong một cái liệu trình tại Spa Thiên Hà. Thì đây cũng là một trong những cái liệu trình theo Vũ biết là một trong những cái công nghệ mà mới nhất để mà giúp cho mình làm trẻ hóa da, tái tạo lại collagen. Cái điều đặc biệt mà Vũ cảm thấy thích đó là tại vì khi mình làm xong, mình có thể trở lại công việc bình thường liền. Cho nên là đây là một cái liệu trình rất là hợp lý. Và Vũ cảm thấy an tâm và hài lòng. Cảm ơn Spa Thiên Hà đã giúp Vũ làm cho cái da mặt nó có thể hồi sinh lại. Công nghệ HIFU với cơ chế kích thích sự tái sinh từ cơ thể là phương pháp trẻ hóa da tự nhiên không sử dụng hóa chất hay phẫu thuật đầu tiên trên thế giới. Công nghệ này kích thích sản xuất collagen từ chính cơ thể bạn, tái tạo phục hồi da một cách hoàn hảo nhất. Đang Trường xin chào tất cả quý vị khán giả và các bạn, cũng như là những vị khách thích làm đẹp. Hiện tại thì Đang Trường đang có mặt tại Thiên Hà Spa, địa chỉ tại 176 Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy. Chủ Thiên Hà Spa là một người phụ nữ thành đạt mà lại rất là trẻ trung. Chính vì sự ngưỡng mộ này mà Đan Trường đã phải đặt chân tới đây. Chúng tôi đã có một cái điểm chung, đó là bí quyết giữ gìn nhan sắc. Và Đan Trường rất là bất ngờ, những máy móc rất là hoành tráng, hiện đại. Mặc dù là Đan Trường là luôn luôn mệnh danh là người trẻ tuổi trong làng nhạc Việt, nhưng mà Đan Trường nghĩ rằng là đã tới lúc Đan Trường phải tới spa để chăm sóc cũng như giữ gìn cho tuổi thanh xuân của mình càng ngày càng dài hơn. Đan Trường đã sử dụng được hai trải nghiệm, đó là bắn hai phu giúp cho làn da của chúng ta không chảy xệ, căng bóng, nâng cơ cũng như là giảm được nếp nhăn. Thứ hai nữa, khi mà trên 40 tuổi thì da chúng ta sẽ bị nhăn hoặc là bị sạm, thưa quý vị. Thì quý vị nên sử dụng dịch vụ bắn laser giúp cho luôn trắng sáng cũng như là giảm những cái độ mồi, và đặc biệt là giúp lỗ chân lông của chúng ta sẽ nhỏ lại, căng bóng mịn màng.
Điều này làm cho Đan Trường rất là thích thú và chắc chắn Đan Trường sẽ trở lại Thiên Hà Spa nhiều lần nữa. Thiên Hà Spa mừng đại lễ Noel và đón chào năm mới, giảm giá 50% cho dịch vụ hai khu và giảm béo. Các bạn hãy nhanh chóng liên hệ với Thiên Hà Spa để hưởng mức ưu đãi lớn nhất trong năm. Thẩm mỹ viện Thiên Hà đã ứng dụng thành công công nghệ giảm béo Endymax, nghệ thuật tái tạo đường cong gợi cảm sẽ là sự lựa chọn tuyệt vời dành cho bạn. Công nghệ Endymax sử dụng sóng vô tuyến RF đa cực hiện đại với phần mềm thông minh điều khiển một cách hiệu quả dòng chảy năng lượng gồm từ 4 đến 6 bộ phát. Trong quá trình điều trị, nguồn năng lượng sóng RF sẽ đi sâu xuống dưới da theo cơ chế cộng hưởng sóng để tác động trực tiếp đến 3 lớp thượng bì, trung bì, hạ bì. Kết quả là luồng sóng RF đi sâu với mức nhiệt lượng được kiểm soát và tập trung năng lượng tới vùng da điều trị, làm cho các sợi collagen co lại, kích thích collagen sản sinh mới, đồng thời kết hợp cùng lúc khả năng phân hủy lớp mỡ thừa, kể cả mỡ tảng lâu năm an toàn. Mỡ thừa được hóa lỏng, sau đó tự động đào thải qua đường bài tiết mồ hôi, đường tiêu hóa. Ngay lập tức, vùng da điều trị giảm mỡ, tạo nên vóc dáng thon gọn, săn chắc, giảm trùng da, chảy xệ các vùng trên cơ thể. Đặc biệt, sóng vô tuyến RF khi tác động đến vùng hạ bì sẽ kích thích tuần hoàn máu, tăng tính thấm của tế bào mỡ, từ đó tình trạng cellulite, da sần vỏ cam tại vùng bụng, mông, đùi dễ dàng được giải quyết. Tính an toàn, chất lượng của công nghệ được Cục Quản lý Dược và Thực phẩm Hoa Kỳ FDA chứng nhận. Sự khác biệt vượt trội của giảm béo hiệu quả với công nghệ Endymax tại Thẩm mỹ viện Thiên Hà. Không cần phẫu thuật, loại bỏ tận gốc mỡ thừa, giúp cơ thể thon gọn và tái tạo vóc dáng hiệu quả, ngăn ngừa không cho mỡ thừa tích tụ lại, cải thiện tình trạng da sần vỏ cam, làn da săn chắc, trẻ hóa da sau điều trị. Có thể sinh hoạt bình thường mà không cần nghỉ dưỡng, không tốn thời gian, lợi ích thẩm mỹ cao. Chỉ sau một liệu trình điều trị duy nhất, khách hàng có thể cảm nhận được ngay sự khác biệt của công nghệ giảm béo Endymax. Tôi thực sự yên tâm khi đến Thiên Hà và sẵn sàng thách thức với thời gian. Quang Hà đã chọn Thiên Hà Spa để chăm sóc cho làn da của mình, để luôn luôn có làn da đẹp và khỏe mỗi khi bước lên sân khấu. Giúp bạn lưu giữ nét thanh xuân, tôn vinh vẻ đẹp rạng ngời, tự tin và thành công hơn trong cuộc sống, cùng bạn thực hiện ước mơ. Thiên Hà, nơi tôn vinh vẻ đẹp Việt. Thiên Hà, hotline 094 827 9393.